còn gu nó mềm cái trái đó còn gu mẹ nó ăn thấy một miếng luôn á. Chua ngay luôn á, còn ngay mấy trái chín nó chua nó thơm anh trong mấy trái chín mà mắm cá chốt con bự quá không thì cá linh lên chứ cá chốt mình lúc này kiếm ra đó chưa hết chả biết nãy chảy rồi bạn ăn mắm với bằng rồi mắm cá linh em mấy anh em nha trai mày trái chín hả mày trái chín nó mới thơm nó chết luôn. Trong mới vừa chạy qua cầu nha các bạn. Này nhà máy ta bỏ quan lâu hả anh chồng? Cái điểm này là điểm dân nắng mới của anh em mình nha các bạn. Ở trong cái khu nhà máy này máy xí lúa mà người ta bỏ quan lâu rồi. Hôm nay mãi dân đây mấy ngày mãi? Máy sấy mà. Thì này máy sấy mà. Ủa tính ra trong đây mấy chỗ này êm quá ta. Năm đó ở trước mặt anh kìa đó đi tới đó có mấy trái mà anh thấy nó mà xanh mà hơi trắng trắng là nó chua đó mấy trái đó chua cái này ngon dữ anh cho chín luôn à này ổi xẻ nha các bạn thơm ghê thơm lắm trong nhưng mà quan trọng ăn được không mấy trái chín dễ bị dồi ngon thắng à không ổi xẻ đâu có dồi tới được ngon á thơm mấy trái này thơm thơm có người hết trái rồi sao thấy rụng ở dưới hả nè năm mấy trái trên nè năm đó mấy trái chua á năm chua rồi đó nó dài quá hết đi đâu có chua nó bẻ chứ non anh bẻ đâu ăn được đâu không biết có chua không đâu chua không cho em coi ừ cái này là chua nè này hai trái này là chua nha các bạn nó đậu đây nhanh đó con hả à, không nó non á mấy tài lưỡi này của Mãi Văn mà em đi thăm cũng không có thấy in ru nha các bạn ở trong đây cũng có mấy đường tài lưỡi nữa nè vô đây Mãi có hai tài lưỡi vô trong đây thì không có dính được rắn nào nha các bạn giờ anh em mình đi trở ra hồi nãy mình chạy ngang đó mình cũng thấy có cây bần thấy trái cũng nhiều lắm để ra ngoài đó rồi mình nói anh Châu với Mãi hái bần anh em quay rồi anh em mình ăn cho các bạn cùng xem nha hôm nay anh em mình cũng đi thăm rắn nha các bạn thăm rắn mà đi ngang cái cầu này có cây bần này trái quá trình trái luôn anh em mình hái về trái bần về nhà ăn mắm sống chơi làm sao giờ quyết định leo cây nào anh Châu cái này mới đi ra, cái đó khó leo lắm cây này dễ leo hơn hả không mình cũng sợ để ý mấy ông chứ để này có mà không có trái được mày thôi mình đang đi vô rừng mà cần gì tẩu chanh mắm với là ớt là anh được rồi mãi leo như khỉ luôn à cây này dễ leo hơn ông không không nào không đâu hay quá ha lên đi mấy năm liền hay lắm năm liền leo cây thầy luôn ồ bằng sắt bên là bằng trái bự nè coi có trái nào chín không mãi chưa biết
rung mới bé, rung muốn lỗi xong rồi. Rung lên nó chèm. Chèm anh, mấy bạn nó chèm à. Đâu? Lông quá chụp liền. Bỏ túi quần á. Bỏ túi dập hết, để đây coi. Đâu rồi? Gì bằng chính nhiều lắm hả mày? Bỏ này vô. Ừ vậy hay chính đi. Chính gì ăn nó mới bụi, nó thơm á. Nó thơm hơn mấy trái còn xanh luôn á. Xin thôi coi. Đập cá rồi đi, lắc lên sảnh. Trời ơi. Ừ, anh Châu ảnh tắm luôn nha các bạn. Thuốc không? Ừ. Ủa anh Châu đi xịt thuốc vậy là chưa tắm luôn á hả? Ừ. Mà tắm chứ. Trời ơi á. Nãy em kêu qua bến bên kia không chịu cho dễ xuống. Má đây văng rắn là ngon luôn năm liền ơi. Mãi. Có điện thoại lấy lên chưa? Quá anh Châu giờ anh tắm luôn. Đã anh Châu hát nè. Khoan lấy nón đựng rồi. Mãi hay liền xuống mày. Mãi thầy xuống à, anh Châu hứng nha mãi. Chưa. Chưa đụng mấy vô đầu chết à. Thì, anh né né. Ví dụ thầy anh nè. Từ từ thôi. Đâu rồi? Trời. Trời ơi điện đi. Trời ơi, mấy trái không? Nè. Chụp cái ba trái luôn. Ba trái. Ba trái luôn nha các bạn. Nè, đưa lên em liền, bẻ lẩu ra anh mày liền. Để nó đi, để nó không lỏng cái đấy, để luôn đi. Để làm chi? Nè tới. Để nó hái nữa mà. Ừ. Nó nặng quá, nó lá nó lủng à. Ừ. Gì? Cái này hai cụ cháu rồi nè, cầm nó ăn. Ủa em thấy anh Châu luôn đi cho dễ. Trải cho Châu chứ đây tao thấy được đâu. Đâu? Khoan. Đâu? Rồi. Chứ nó cái gì vậy? Bận hai cụ cháu rồi, hứng nha. Hứng em coi chừng thấy vô đầu anh Châu. Ê. Trời ơi. Nó bỏ nón. À em bỏ luôn nón hả? Nón hồi ướt nhẹp luôn. À đội cho mát hả? Ôi. Sâu quá thế coi. À, cái nó thần thánh kia này ướt luôn rồi. Nấu này nào mấy à. Rồi nữa lên cho. Còn mấy để luôn họ chút nhiều nhiều bưng lên cũng được. Nó hư nón hả? Bằng chính nổi rồi. Rồi có hư rồi mua nón mới. Đó nón mới. Canh coi chừng né né đồ anh Châu nghe mày. Có mấy cái chờ luôn anh Châu, chờ anh thấy mấy cái nữa mình lượm luôn. Ừ. Thơm quá. Không, mấy cái chín là nó thơm lắm. Xanh thì không có nghe mùi, nó hơi chát chát à. Còn cái chín là nó thơm, chín chua. Nè. Cây bần này nói chung là cũng dễ leo nha các bạn. Đúng nè. Không. Cây này thấp. Bình thường mấy cái bằng này hay mà học ở mấy mé kinh mé sông. À, nó không chín nó chìm rồi. Chín chìm rồi. Nghe đó đó. À. Ừ. Thả xuống cái mé nè. Ủa bà đâu vậy? Đụng mà không biết bịch rượu ai máng sao cây góc cầu lấy luôn. Rượu phải rượu. Phải rượu không đó. Rượu rượu tôi mới dùng nguyên bịch rượu kìa. Thuốc hơi gì chết luôn à. Nguyên bịch rượu luôn. Mẹ rửa đi. Bịch rượu. Thôi định nè, trời ơi. Được không? Được bịch rượu. Ừ, anh Năm mới đi lượm được cái bịch luôn nha các bạn. Cái bịch rượu mà sao mới đọc sao. Còn nguyên cái này nó chạy đó, cái nguyên cái bịch rượu, tôi không có bịch rượu, bịch rượu. Bỏ đâu cái anh tính rồi chơi. Rượu xe em đó, không để. Có đựng đây là có đi tới đi lui hoài mà, trời thôi. Thì anh để mình tắm ở đây. Nè. Rượu như cái rượu. Nè, vậy phải không? Đúng rồi. Đo, ờ. Chút nữa anh Châu leo anh cầu, anh Châu nhảy xuống luôn nha anh Châu. Dễ được chứ. Có cây không? Khoan. Thứ anh Châu ơi. À, có cái nhánh nào đó quá trời, nó nhỏ. Ba, nhậu ba ơi. Thôi. Trời ơi, quá chừng luôn. Rau. Có hai chùm lên Châu, còn chùm trước nữa gì á. Quá mãi dục qua nhiều quá anh Châu hứng không kịp. Nó phải dục trong này nè chứ mà nó sâu quá đứng không được. Quá đã luôn. Linh đinh anh cho đã luôn. Ăn này ăn vừa thôi chứ nhiều quá tạo tháo dí gì vậy ăn không hay là đủ mới gì là bỏ này nhóc bàn nữa.
nãy giờ hái cũng bộm nha các bạn. Giờ mãi xuống, leo xuống từ từ hả mãi ơi. Xuống đi, xuống đi. Nhiều hơn năm. Thì quan trọng cái bịch nãy mình lượm á, nó sạch không á? Cái bịch á mình lượm sạch không á? Rồi bịch rượu ai sẽ rớt cái bịch rượu rồi đó, nó mới giục rượu nó mới lấy. Đâu đâu, mình gom nhiều quá. Trời ơi, một bịch luôn hả? Đâu. Ồ, cũng quá chừng luôn nha các bạn. Rồi như đây cả 2 kg luôn á. Nè nấu mình nè mày. Cắn thử miếng nha mày. Chua thiệt mày. Còn gu nó mày, một chai đó, còn gu mẹ nó ăn thấy một miếng luôn á. Chua. Đồ chua đã chả nên. Quá anh Châu mặc quần quá, quần lịch sự quá. Chết chết mà. Chả nó miếng. Chết chết chả miếng à. Ráng rồng nãy giờ anh Năm ráng rồng á. Ngon quá các bạn ơi. Thử rồi ngon không Châu? Nè về cho ăn cá. Ngay luôn á. Còn ngay mấy chai chín nó chua nó thơm anh Châu. Mấy chai chín mà. Mắm cá chấu con bự quá. Không thì cá lên. Cá chấu mình lúc này chúng ra đó. Chưa hết chả biết. Nãy chảy rồi. Bạn ăn mắm với bằng. Rồi. Mắm cá lên em. Mấy anh em nha. Trai mày trai chín hả mày? Trai chín nó mới thơm. Chặt luôn. Ở trong đây có mấy trái chín nè. Cái này mềm. Có, lựa trái mềm mềm là chín nè, cái này là chín nè. Còn không cắn thử cái này đã lắm. Chua. Bà cái đó kìa. Cầm mồm mà cắn. Sao, đã không? Mấy trái chín thì nó không có giòn. Mấy trái chín chua, mấy trái này chát quá. Nhưng mình biết sao anh ăn mà nó có chua chát vậy đó, mình không có ê răng. Chua chát mới đã nè. Chứ còn thấy mà chua quá là hồi ê răng liền á. Con mắm sao mặn rứa rồi. Ăn nguyên con á. Đã mắm mà không mặn là cái gì mặn. Nhớ thường thường mắm lên ta ngọt lắm, bỏ miếng đường đi. Thôi được rồi. Thôi có bận mà, có bận chua chua ăn ngon rồi, em đừng khỏi có bỏ đường. Mà các bạn ăn mắm với mắm ở bà rừng nha, mắm con. Để lát đi hết ngon à. Quậy lên lắm, quậy lắm. Để phía đi. Quậy lên. Hỏi lên, hái bằng ăn cho ngon. Dạ quá. Má làm con mắm rồi cho đã nè. Phải ăn cái này nè mới đã nè. Nhìn nó chát chát, không có sống ăn vậy ăn sống thì mới ngon. Thì sống nó giòn á. Nó chát chát, ăn không đi răng. Chua không cho? Không. Anh ăn trái chín á. Trái chín với chua. Chua. Trái chín với chua, còn trái này mới chua gì? Chát chua gì? Làm gì thà. Chua đó. Chua, ngon á. Thì chín mới chua.
Còn trái sống thì nó không có chua bằng. Ừ. Chính ra nãy anh em mình mà chịu hái là nhiều luôn á. Này lá uống miêu ngon. Đúng kiểu cà pháo dưới chơi vậy. Này bằng chua chứ mắm nữa. Này mới ngon. Để miếng ớt vô nữa mới ngon mẹ ơi. Xả còn rớt vô mà Sang. Xả rớt vô cho nó lên thơm phải không? Cho anh em dòm cái hả? Nó ăn này đổ mồ hôi luôn mẹ ơi. Ăn này đổ mồ hôi luôn á. Đổ mồ hôi lưỡi hả? Thiệt bấu. Em ăn miếng đó là chín phải không? Ừ. Chín mới chua. Nè cái này chín nè. Đã. Cái này chín nó mới đã. Cái này chín nè. Quá trời cũng ngon. Ấy đi anh em mình ăn hết này đi. Làm gì vậy? Ăn hết mấy cái bận là chùm ruột anh Năm, làm chùm ruột anh Năm. Ồ chua quá, chùm ruột chua lắm. Nè vô nè. Ngon quá. Còn lá kia mình trộn lá hết này hết ngon luôn á. Rồi. Đâu có thì mình ăn hết mấy này đi dịch hồi để dành cho mấy nhỏ ăn. Ăn này là hết ngon luôn á. Còn mấy ông già ăn. Quá dở. Anh Năm thì biết anh gu rồi, anh lựa mấy trái mềm chín phải không? Chứ nằm mấy trái chát ăn đâu anh nhai. Ừ. Mấy trái chát ăn mới ngon. Ủa vậy mà nhai được luôn hả? Đứt lưỡi rồi. Thôi cuốn miếng đã. Rồi. Nè. Vô anh. Rồi, đập vô luôn nè. Đục đục rồi. Mở mặt lắm nè. Quá cà cà la đẹp chết không bữa nào. Bữa nào vô kiếm bị mới vậy ngâm rượu ấy uống rồi. Rượu chùm ruột hả? Ngâm đường phèn á. Ngâm đường phèn uống.